Năm 2020, khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ do nhạc sĩ Cao Văn Lầu được công nhận là sản phẩm ô cốp. Đây là sản phẩm du lịch ô cốp 4 sao đầu tiên của tỉnh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu đang tiếp tục hoàn thiện các điều kiện để đề nghị công nhận khu Quán Âm Phật Đài, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu đạt sản phẩm ô cốp từ 3 đến 4 sao. Đây là một trong 9 điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh được Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long công nhận. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với khu Quán Âm Phật Đài thành lập tổ du lịch cộng đồng với thành viên là ban trị sự khu Quán Âm Phật Đài và người tiêu biểu trong hoạt động kinh doanh tại điểm du lịch. Đơn vị cũng sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu triển khai đầy đủ nội dung bộ tiêu chí đối với sản phẩm thuộc loại hình dịch vụ du lịch truyền thống, lễ hội, gồm tổ chức dịch vụ cộng đồng, phát triển sản phẩm, sức mạnh cộng đồng, đồng thời tăng cường khả năng tiếp thị, quảng bá sản phẩm, tư liệu hóa câu chuyện về sự hình thành, phát triển và các lễ hội tín ngưỡng trên trang thông tin điện tử.